lốp nữa nè các bạn, lốp bánh đầu luôn các bạn, Yamaha 494 nè. Không có tự bò lên được các bạn, bắt đầu anh nhờ mấy ủi lại kéo anh lên rồi nè. Một bánh lòng đất luôn, đất quá mềm, bánh lòng đất luôn. Đít về đít rồi các bạn, đít về đít trên vai ruột, còn một chút của chồng mới đít nè. Dây chết luôn hả? Đứt chết rồi, không đủ dây luôn hả? Anh đi qua bên xe mấy ủi kia mượn sợi xích gì vậy? Xích kia đứt mấy cái dây đoạn rồi, 2-3 khúc. Gần mắt luôn cái bánh, gần mắt luôn cái bánh luôn. Đường này sao nè,
thì mình sao dài thọ nè, lúc gì càng lên một đường luôn, càng lên một đường luôn, các bạn bánh lọc của nó. Nếu mà chơi cái là 10 đấy các bạn, chơi nếu mà 7 là vô đây là không chịu nổi đâu. Cái này không có chiếc máy ủi là nằm đây luôn rồi đó. Thấy không? Không lên nổi đâu. Quá dữ. Mắc luôn cái bánh này. Đất khỏi này luôn. Đất này lúng dữ lắm nữa bạn. Mình định kéo xéo lại chứ nó không có kéo ngay cái đường đó nữa. Thì nó làm như ngay cái lạnh sao không biết nữa. Rồi kéo xéo lại, kéo xéo lên trên đây. Cái này ủi đưa đầu lên trên đây nè, đầu móc chính chung. Rồi để mình coi tiếp theo, coi cái máy cày này lên như thế nào. Tôi thấy quá trời khó ăn rồi. Bánh này mình lúc tới cỡ này luôn, tình không bánh lòng. Ý là có vào mình trước rồi mà nó còn bay bánh đầu lên luôn thôi, quá dữ rồi. Đây lại có 102 luôn. Cho nè, bỏ xe mình cho nè. Mình dùng nổi không các bạn? Đây mình không thể nào hình dung nổi luôn các bạn, kinh khủng luôn các bạn, quá thế rồi, hết vô rồi, vô hết ra luôn. Không thể nào hình dung nổi luôn, đây, quá dữ rồi các bạn ơi, lầy cái gì mà lầy hết nói lầy, lầy này không thể nào hình dung nổi. Dùng nổi lúc xuống như đấy luôn, ra mẹ ơi không giờ mới được để cỡ này quá dữ rồi. Sao ra luôn quá dữ rồi, không thể nào mình dùng nổi luôn. Nhờ có cái máy ủi nó mạnh chứ thôi, không có cái máy ủi là vô phương các bạn. Bánh nè. Lên được rồi, lên được rồi. Lên được rồi. Đã đỡ rồi. Đã đỡ mà không biết có đủ nữa không đây. Thank you.
Bên này hết rồi các bạn ơi, mới rồi. Còn cái dính cái bánh bên kia cơ mà. Chậm phải luôn chứ không không bao giờ chạy được nữa đó. Chậm phải luôn chứ không bao giờ chạy được nữa đó các bạn. Lúc cái bánh đầu nó bất cứ lúc nào cũng có thể bật được đó. Bánh đầu của nó bất cứ lúc nào cũng bật được hết. Không đến nào hình dung nổi luôn, quá dữ rồi, quá lầy, lầy quá dữ rồi, dính con cái bánh này ra như bánh hủ lô vậy đó, lúc đi mà còn lúc luôn các bạn, lầy thầy chạy luôn á, người sao chạy đi đâu? Rồi sao tính chạy lên đây luôn vậy? Hay chạy cái gì? Cái bánh này là cái bánh xích 10 nè, chứ là cái bánh là xích 7 là chịu không nổi đâu. Khi nào mà nói gần là 7 mà dòng nổi cái này trên tại nó lúng tới cả đó luôn, các bạn thấy rồi đó. Nãy là cái này là đầy đất luôn, không còn nói gì nữa hết á.